10 triệu một vé nhưng khán giả vẫn chật kín đêm chung kết MMA. Chung kết giải MMA Việt Nam 2022 đã thu hút hàng nghìn khán giả theo dõi màn trình diễn đỉnh cao của các võ sĩ trong 7 trận quyết định, diễn ra vào tối ngày 26 tháng 11. Đêm chung kết MMA Việt Nam 2022 đã thu hút hàng nghìn khán giả có mặt tại tại quảng trường Grand World, Phú Quốc. Ban tổ chức bán hạn chế 500 vé với giá 10 triệu một vé các khán giả không mua được vé sẽ được xem miễn phí ở vòng ngoài quảng trường khoảng cách giữa vị trí xem ngoài quảng trường với lòng thi đấu khá xa nhưng nhiều khán giả vẫn chọn cho mình một chỗ ngồi để theo dõi qua màn hình chiếu ban tổ chức đã bố trí hai màn hình chiếu lớn gần sân khấu để phục vụ nhu cầu của các khán giả người nhà của các võ sĩ cũng không ngại đường xa đến để tiếp lửa cho giải đấu các trận đấu hấp dẫn cũng thu hút khá đông các bóng hồng đến theo dõi giải đấu diễn ra đến một giờ sáng nhưng các khán giả vẫn kiên nhẫn đợi để theo dõi đến trận cuối cùng. Giải đấu MMA Việt Nam 2022 đã trải qua quá trình từ vòng bảng rất thành công. Điều này dễ hiểu khi tạo được sức hút với người hâm mộ. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi chứng kiến võ sĩ mà mình yêu thích thi đấu. Ca sĩ Quế Vân nổi bật trên hàng ghế VIP theo dõi giải đấu cùng bạn bè. Gia đình người mẫu Thúy Hạnh cũng có mặt để cổ vũ cho các võ sĩ cảm xúc vỡ hòa của khán giả khi chứng kiến các pha trình diễn đỉnh cao đến từ các võ sĩ. Các võ sĩ tại giải đấu cũng biết cách để gây ấn tượng trước khi trận đấu diễn ra. Cảm xúc thăng hoa cùng khán giả của Alexi Filonko sau khi thắng khờ nó chào kỹ thuật trước Lý Văn Huỳnh ở hạng cân 77kg nam. Nghiêm Văn Ý và Trịnh Xuân Anh đã mang đến cho khán giả năm hiệp đấu nghẹt thở và hấp dẫn. Nguyễn Trần duy nhất lên ngôi vô địch ở hạng cân 60 kg nam trong sự vỡ òa của hàng nghìn khán giả đợi chờ trận đấu của anh.